Vâng, và xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay như tiêu đề, mình sẽ hướng dẫn với anh em cách phân biệt được là giới tính của gồng út. Đây là ba con gồng của mình. Từ con này là con sai 1 tháng tuổi thôi, còn hai con nữa là 2X với con một con 3X nữa. Điều đầu tiên đó anh em, mình bây giờ muốn phân biệt được giới tính thì yêu cầu á, bắt buộc là gồng của mình phải càng lớn là càng tốt, có thể là bắt đầu từ sai 2X trở lên. Tại vì sao ha? Tại vì các size bé hơn size X á, thì cơ quan sinh dục của nó chưa có phát triển lắm nữa các bạn, nên mình khó mà phân biệt được lắm, trừ khi là người bán thôi. Tại vì người ta nuôi, người ta ấp á, theo cái nhiệt độ á, người ta biết được là nó sẽ nở ra đực hoặc là cái. Rồi bây giờ để mình bắt cái bé gồng cái này của mình ra để ví dụ cho anh em xem tại sao mình biết được là đây là một con gồng cái chứ không phải là một con gồng đực. Nếu ở nhà mà anh em ai có nuôi lồng hay là dùng lồng nó phơi nắng như mình nè, thì anh em bắt nhẹ tay thôi nha. Tại mấy anh em để ý thấy nè, mấy cái móng này nè của tụi nó bám vô lồng rất là chắc, cho nên bây giờ nếu anh em mà mạnh tay quá thì có thể là bị gãy móng hoặc là chặt khớp cái bé gồng nữa. Trước tiên là bây giờ anh em đặt cái bé này nè, chúng ta nằm trên một mặt phẳng có điểm tựa như này. Rồi các bạn vẫn đuôi của gồng mình lên, dùng tay giữ đuôi lại như hình như mình đang làm nè, các bạn thấy không? Cứ vẫn lên vậy mà soi xem giới tính của nó là được nha anh em. Đây, vẫn lên như thế này đây. Ở gồng cái á, phần đuôi chỗ này nó sẽ phẳng lì luôn anh em, nó không có hai viên đạn cộm lên. Đây, mình zoom gần hơn để cho anh em nhìn thấy nè. Nó phẳng lì luôn, nó không có hề cộm lên hay là nó chia ra hai nhánh gì cả. Đấy, vậy là xong cái con cái. Chút nữa mình sẽ có hình ảnh riêng bên ngoài để anh em xem rõ được là sự khác biệt giữa hai con đực và cái. Con đực á, thì để xem giới tính á, thì lúc nãy mình quay video xong thì sau khi mình quay xong mình nhìn lại á, thì nhìn nó không có rõ lắm anh em, nó hơi bị mờ. Nhưng mà nếu anh em là thích mua đực để chơi á, thì mình khuyên là nên mua cái size từ cỡ này là dễ nhận biết rồi. Anh em nhìn cái bàn tay của mình cũng có thể đoán được cái size phải không, size hé trở lên. Mua về anh em nearby là nhìn ra được một phát đó là biết được á là đây là một con đực liền. Nãy giờ mình lo làm clip cho anh em mà mình quên không có để ý cái con đun 1 tháng tuổi của mình là nó bị há họng vì nhiệt độ cao rồi nè anh em. Đối với baby thì mình nên chú ý là mình phơi ít hơn bọn gồng lớn một chút vì cơ thể của nó còn yếu lắm, chưa thích nghi được. Sẵn tiện đây mình vô tình mình làm cho bé há họng cho nên mình cũng sẵn nói với anh em biết luôn. Nếu thấy há họng như vậy thì anh em mình cứ đem vô chỗ mát đi yên cho nó một tí là nó sẽ hết thôi, không có cần phải lo lắng quá đâu. Và đến đây thì video phân biệt giới tính của gồng út của mình cũng đã hết rồi. Xin hẹn lại anh em vào video tiếp theo nha. Chúc anh em có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.